Bài báo cáo tài chính thì chúng ta được là nó chưa cho chúng ta những cái thông số hấp dẫn để chúng ta là mua vào, đúng không? Chúng ta bị ảnh hưởng khá là nhiều về tâm lý giao dịch trong giai đoạn này. Đấy. Rồi là những cái số lượng dòng tiền đầu tư vào những cái nhóm ngành bảo hiểm trong giai đoạn này cũng đang khá là hạn chế nữa. Nó khá là hạn chế. Ở trong đợt vừa rồi thì tôi cũng đã thống kê cho các nhà đầu tư đó là cái góc nhìn về các nhóm ngành bảo hiểm, đúng là cái xu hướng thì thời điểm hiện tại, đúng không? Nó vẫn đang là tích lũy, đang tích lũy khá là nhiều. Đấy, và thực tế thì như anh chị thấy được là chúng ta được là ngành ngành bảo hiểm trong bước vào giai đoạn tháng 9, tháng 10, tháng 11 khi mà lãi suất, cái tần suất lãi suất là liên tục tăng, nhưng mà giá cổ phiếu của các nhóm ngành bảo hiểm nó đâu có được hưởng lợi đâu. Đấy, do đó thì nhóm ngành bảo hiểm nó vẫn đang là tiềm ẩn những cái rủi ro trên thị trường, đúng không nào? Đấy, do đó thì ở thời điểm hiện tại thì chỉ có là vài nhóm ngành như là chúng ta được là có những cái tiềm năng, như là trong những nhịp cuối năm thì chúng ta được là những cái nhóm ngành ngành là tiêu thụ sản phẩm đó, như là Vinamilk hay là Masan hay là SAB, nó sẽ là có cái góc nhìn tăng trưởng tốt. Rồi là những cái nhóm ngành ngân hàng nữa đó, như là nhóm ngành ngân hàng, rồi là nó sẽ là có những cái đợt là nới rom tín dụng, thì chúng ta sẽ là kỳ vọng lại những cái nhóm ngành ngân hàng này. À, chúng ta sẽ là kỳ vọng lại nới rom một lần, nới rom tín dụng trong những dịp cuối năm này thì chúng ta sẽ là có cái kỳ vọng hồi phục. Đấy, rồi là những cái nhóm như là hàng hàng tiêu dùng đấy, chúng ta sẽ là kỳ vọng hơn ở trong những dịp cuối năm là tiêu thụ là tốt hơn. Đấy. Còn nhìn tới thời điểm hiện tại thì chúng ta được là đối với nhóm ngành bảo hiểm thì chúng ta thấy được là cái dòng tiền đánh vào cái nhóm ngành bảo hiểm vẫn đang khá là hạn chế, đúng không nào? Vẫn đang khá là hạn chế. Đấy, con này thì như con BVH thì chúng ta thấy được là khi mà trong giai đoạn này, nếu mà ở thời điểm hiện tại nếu mà có dòng tiền lớn đánh vào trong giai đoạn này á, thì nó có những cái tiềm năng, có những cái tiềm năng hơn. Các bạn thấy được là cái vùng nền của con BVH này thực sự ở thời điểm hiện tại vẫn nó vẫn đang khá là hạn chế, đúng không? Vẫn đang khá là hạn chế. Hầu như thì chúng ta được là cái cơ hội đánh vào trong giai đoạn này của con này vẫn đang là tiềm ẩn rủi ro trên thị trường. Đấy, do đó thì cái góc nhìn thời điểm hiện tại thì con này vẫn đang là có những cái tiềm rủi ro trên thị trường. Đấy, trong phiên sáng ngày hôm nay thì chúng nhìn vậy thấy được là khối lượng giao dịch khoảng là 185 đến 186 ngàn. Đấy, thì như nhìn vậy thấy được là các nhà đầu tư thì đang đứng ngoài không ạ? Đứng ngoài quan sát cái con BH này khá là nhiều trong giai đoạn này. Đấy, do đó thì cái con này vẫn đang là tiềm ẩn rủi ro trên thị trường. Đấy, bảo hiểm thì cái quan điểm của các nhà đầu tư trong đoạn này thì cái biên độ nó đang là thu hẹp khá là nhiều rồi. Nói trong tuần này thì nếu mà tín hiệu xác suất để mà đánh vào cái nhóm ngành bảo hiểm thì ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đánh vào cái góc nhìn đó là ngắn hạn thôi, và hạn chế nha. Như anh chị tôi nói hồi sáng đó là chúng ta nên cần hạn chế sử dụng đòn bẩy trong dạng này. Đấy, và nếu anh chị hiện tại mà đang đầu tư những nhóm ngành bảo hiểm á, thì chúng ta nên cần được là bám sát những cái diễn biến giá trong cái phiên giao dịch. Đấy, để chúng ta là kịp thời hạ tỷ trọng nếu mà cổ phiếu rồi con này nó quay đầu giảm nha. Hiện tại thì cái xu hướng thì nó vẫn chưa dạo quay đầu giảm đâu, nhưng mà chúng ta thấy được là cái dòng tiền nó không đánh được đánh vào đấy, nó vẫn đây là có những cái góc nhìn là chiết khấu rủi ro đấy. Do đó thì cái nhịp tăng nó của con này nó cũng không quá lớn nữa đấy, do đó thì nó sẽ là gặp áp lực có khi mà tiếp cận những cái vùng cản trên đấy. Đấy, lực cung cầu nó không đủ thì nó sẽ là dằn co thì nó không lấy đà được, thì sao nó có những cái xu hướng là quay đầu giảm đấy. Do vậy thì nhà đầu tư chúng ta nên cần được là chú ý, đúng không? Nếu mà con BH này á nó có những cái cơ hội là tận dụng được cái nhịp phục hồi á, thì chúng ta sẽ là có những cái góc nhìn là mua gom tích lũy trong ngày này đấy. Và thị trường chúng ta thì ở thời điểm hiện tại thì hầu như thì chúng ta được là tiền nó rẻ rồi, đúng không? Giá cổ phiếu thì khá là rẻ trên thị trường chúng ta, đúng không? Thì chúng ta được là như nãy tôi cũng đã nói thì thị trường chúng ta bắt đầu là có những cái góc nhìn là dòng tiền rẻ đó. VN đấy, chúng ta bắt đầu là có những dòng tiền rẻ đấy, và mức chiết khấu thời điểm hiện tại, đúng không? Trong 3 phiên 4 phiên nó hồi phục khá là ấn tượng đấy, tăng xấp xỉ là đâu đó khoảng là mười mấy phần trăm đấy. Và
cái vùng nền giá trị bình quân giao dịch hiện tại cũng cứ đạt mỗi ngày là mười mấy ngàn tỷ. Đó. So với tháng 10 thì chúng ta thấy được là rất là ấn tượng. Đó. Mỗi ngày giao dịch là gần 1 tỷ cổ phiếu. Thì chúng ta thấy được là so với giai đoạn quý 3 thì chúng ta thấy được là cái góc nhìn tăng trưởng trong những dịp cuối năm nó vẫn đang là rất là tốt. Đấy. Đó, do đó thì các nhà đầu tư chúng ta sẽ là chú ý. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ là nói về nhóm ngành là phân bón này. Đấy, lại lại cao kỷ lục năm 2022, có mức là lợi suất cổ tức hấp dẫn này. Đấy, báo cáo cập nhật thành phần này thì chúng ta được là vừa công bố với cái chủ đề lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt là mức cao kỷ lục và sẽ hỗ trợ cái mức lợi suất cổ tức là hấp dẫn. Đấy, và dự báo là giá UD con DBM và DCM tiếp tục là tăng khoảng 5%. Đấy. Và như vậy thì chúng ta thấy được là ở thời điểm hiện tại thì cái nhóm ngành hóa chất thời điểm hiện tại thì còn DM và DCM hai con này nó vẫn đang được là được đánh vào trên thị trường chúng ta trong ngày này, được kỳ vọng này về cái tín hiệu trong những dịp cuối năm. Nếu mà chúng ta có những cái góc nhìn nhận định về cái con hai con DBM này, đúng không? Nếu mà có những cái góc nhìn là bứt phá trong những dịp cuối năm đấy, và trên thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta cũng vậy đấy, nếu mà hiện tại những cái thành quả nó được đưa ra như vậy thì DBM hay là DCM nó vẫn đang là kỳ vọng trong những dịp cuối năm. Ở xuyên suốt thời gian vừa qua thì chúng ta hay được là đối với những cái nhóm ngành là đạm phân bón thì chúng ta thấy được là nó vẫn đang là tăng, tiếp tục tăng trưởng, vẫn đang chúng ta thấy được là có những cái kỳ vọng được đánh lên, đúng không? Đấy, vẫn chúng ta thấy được là có những cái là mức lợi lợi suất cổ tức vẫn đang là rất là hấp dẫn trên thị trường. Đấy, thì như vậy thì chúng ta thấy được là những cái góc nhìn chênh lệch giá cổ phiếu thời điểm hiện tại nó không quá lớn. Đấy, và hiện tại thì chúng ta thấy được là đón nhận những cái thông tin vẫn đang là tiếp tục tăng. Thì như vậy thì nó sẽ là tạo ra cái tiền đề đấy, hồi phục trong giai đoạn là cuối năm 2022 và bước vào giai đoạn năm 2023. Và khả năng nó sẽ là tăng trưởng đến năm 2026 luôn. Đấy. Và so sánh ở thời điểm hiện tại thì chúng ta được là vùng nền của con hai con DCM hay là DBM này nó vẫn đang đi ngang, đúng không? Đi ngang so với cùng kỳ. Đấy. Thì như vậy thì chúng ta thấy được là mức chiết khấu thời điểm hiện tại nó vẫn đang là tạo ra cái tiền đề hấp dẫn cho các nhà đầu tư, đúng không? Nếu mà cái xu hướng định kỳ của con DBM hay là con DCM này, đúng không? Đấy, do đó thì cái góc nhìn này nó đang được hưởng lợi, đúng không? Vẫn đang được hưởng lợi. Nhưng mà chúng ta nên chú ý thì trong đoạn này cũng như là cái tâm lý của các nhà đầu tư, đấy, do đó, cái mức chiết khấu định giá của con này thì nó vẫn đang là có những cái rủi ro, do đó thì các anh chị chúng ta nên chú ý. Đấy, hiện tại thì nếu mà con này á nó vẫn đang là có những cái sức góc nhìn là tăng trưởng như vậy á thì cái mục tiêu của con này, giá cổ phiếu này nó sẽ là phục hồi lên, đúng không? Nếu mà trong những dịp cuối năm nó được là đánh lên á, nó khoảng hồi phục khoảng đâu đó là khoảng 2 mấy% đấy, phải vay trên 20% vậy con là DCM này. Đấy. Đấy, mục tiêu của con DCM này vẫn đang là được đánh lên. Cơ bản thì thời điểm hiện tại thì chúng ta được là nó đang được hưởng lợi tốt mà, đúng không? Và thứ hai đó là mức PE của nó, PE của nó hiện tại nó rơi về khá là rẻ rồi, rất là rẻ. PE so với là đường trung bình 5 năm của các công ty trong ngành khu vực thì chúng ta thấy được là cái con này nó được dự báo nó được là sẽ là kỳ vọng được mua trong những dịp cuối năm. Đấy, và cái tỷ lệ hồi phục vào cuối năm 2022 đấy thì các bạn thấy được là nó đang được kỳ vọng rất là cao trong những dịp cuối năm trong năm nay. Đấy. Đấy, do đó thì chúng ta sẽ là thấy được là có những cái góc nhìn, đúng không ạ? Đối với những cái nhóm ngành như là phân, đúng không? Trong dạng này. Đấy. Do đó thì ở thời điểm hiện tại thì chúng ta được là đối với những cái nhóm ngành là phân trong những dịp cuối năm thì nó vẫn đang là tiếp tục dự báo là có những cái lợi nhuận sau thuế tiếp tục là tăng trưởng ở trong giai đoạn là cuối năm 2022. À, như là đối với cái con DBM này thì nó sẽ là tiếp tục tăng trưởng đâu đó khoảng là 4%. Còn đối với cái con vừa rồi thì là DCM. Con này thì sẽ tăng đâu đó khoảng là tầm khoảng là 12 đến 15%.
À, trong những dịp cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Đấy thì như vậy thì chúng ta thấy được là cái khả năng cái con này nó sẽ được là có những cái góc nhìn ấn tượng vào cái mục tiêu dự báo nó sẽ là giá cổ phiếu như con DCM này nó sẽ được là tăng lên đấy khoảng đâu đó khoảng 43 44 ngày, và con DBM này nó cũng sẽ là kỳ vọng lại nó được đánh lại khoảng là tầm khoảng giá tầm khoảng 50 đấy. Đấy thì như vậy thì nhìn vào cái góc nhìn thời điểm hiện tại là đối với nhóm hai con ngành phân này nó vẫn đang được là có những cái giả định để chúng ta đầu tư vào, đúng không? Chúng ta đầu tư vào đấy. Đấy thì đó là những cái góc nhìn về là nhóm ngành phân nhá, thì hy vọng là các nhà đầu tư chúng ta sẽ là chú ý về hai nhóm ngành phân này. Rồi chúng ta sẽ là qua kênh ngó sang kênh chat xíu nhá. Rồi có bạn Lan có hỏi là phân tích về con Vinamilk Vinamilk thì đối với Vinamilk thời điểm hiện tại thì nhân chị thấy được là tín hiệu kỹ thuật trong phiên giao dịch trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta đang tăng được là 0,13%. Nếu mà anh chị nếu mà mua trong cái vùng giá thời điểm hiện tại nó vẫn đang tốt mà. Khi mà hiện tại thì chúng ta thấy được là phiên giao dịch từ ngày 16 tháng 11 phải từ từ cái vùng giảm suy giảm nó được đánh lên trong cái vùng 77. À, còn nếu mà Vinamilk nếu anh chị nếu mà đầu tư con này thì tôi khuyến nghị các nhà đầu tư thì chúng ta nên nắm giữ dài hạn con Vinamilk này nó sẽ là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì ở thời điểm hiện tại thì đối với con ngành thực phẩm này thì cái cơ dư địa nó vẫn đang là tiếp tục nó vẫn đang là tăng trưởng. Đấy. Hiện tại thì chúng ta được là con Vinamilk nó nằm trong những cái doanh nghiệp đang là tăng trưởng tốt nhất ở Việt Nam chúng ta trong ngành này. Đấy. Thứ nhất thì chúng ta được là cái phục hồi con Vinamilk này nó vẫn đang là tốt. Thứ hai là tài chính vẫn đang rất là khỏe. Đấy. Và thứ ba đó thì chúng ta được là cái kiểm soát vĩ mô của nó vẫn là duy trì theo hàng năm. Đấy, thì như vậy thì chúng ta được là kết hợp với những cái góc nhìn như vậy thì chúng ta thấy được là cái dư địa tăng trưởng của con Vinamilk này vẫn cho thấy được là cái kết quả rất là tốt trên thị trường. Đấy. Đấy thì như vậy thì chúng ta thấy được là cái con Vinamilk này nó vẫn đang là có những cái triển vọng mà. Đúng không? Nếu mà cái xu hướng nào nếu anh chị mà chúng ta nhìn nhận được rõ ràng Vinamilk này thì nếu mà hiện tại anh chị mà nhìn vào được là cái mức chiết khấu con Vinamilk này so với là cùng kỳ thì chúng ta thấy được là thời điểm hiện tại thì nó đang tăng trưởng rất là tốt. Đấy. Và định giá PE thì anh chị thấy được đó là nó đang ở 18. Đấy. Nó được định giá là so cái mức hấp dẫn đó, cho cái mục tiêu là đầu tư dài hạn. Đấy. Đấy, cái mức giá Vinamilk thời điểm hiện tại nó vẫn được xác định nó vẫn đang là tiếp tục tăng trưởng trong những dịp cuối năm. Đấy. Như vậy thì chúng ta thấy được là ở cái vùng giá 77 đúng không? Thì như anh chị thấy được là 77.000 như vậy thì nó vẫn đang là khá là hấp dẫn để mua vào mà cho cái mục tiêu là đầu tư dài hạn mà, mục tiêu đầu tư dài hạn mà. Đấy. Đấy thì do đó thì Vinamilk này nó vẫn đang là khả năng, đúng không? Khả năng thì so sánh thì chúng ta được là doanh nghiệp này nó vẫn đang là tiếp tục tăng và cái góc nhìn này nó sẽ là rất là hợp lý nếu mà chúng ta đánh nhìn vào cái góc nhìn nó rất là toàn diện trong ngành này, đúng không? Ở do đó thì hy vọng là các nhà đầu tư chúng ta sẽ là có cái góc nhìn là nếu mà mua vào con này thì chúng ta sẽ là có quan điểm để mà chúng ta đầu tư thì chúng ta sẽ đầu tư dài hạn nha. Còn Vinamilk này quan điểm của tôi để khuyến nghị các nhà đầu tư anh chị ở đây thì chúng ta sẽ là đầu tư con mục tiêu con này thì chúng ta sẽ là đầu tư dài hạn đấy. Thầy phân tích nhận định con TG sao lại không có thanh khoản vậy ạ? À? TG à? TG thì như các bạn thấy được là thời điểm hiện tại đấy con này thì nó đang chưa niêm yết mà các bạn đấy và dòng tiền thì như các anh chị thấy được là như đợt trước thì tôi cũng đã phân tích sơ qua cho các bạn đó là một cái mã nào đó mà đợt trước thì chúng ta được đó là một mã nào mà một cái phiên giao dịch như anh chị thấy được là mở cái vùng gap có dòng tiền đấy nhưng mà thanh khoản nó không có đúng không, chắc thì không thể đánh lên được đấy, như con TG cũng chẳng hạn đấy. Do đó thì cái góc nhìn thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy được là con này thì nó vẫn đang chờ đợi thêm dòng tiền khác mua vào
Đấy. Thầy phân tích là giúp em MB à? Tín hiệu kỹ thuật thì MB thì trong phiên sáng ngày hôm nay thì nó đang nằm trong cái vùng là 15.750. Ở vùng này thì như anh chị có thể thấy được đó là nó vẫn đang khá là yếu về cái dòng tiền, đúng không? Cái dòng tiền thực chất thì trong phiên sáng ngày hôm nay thì bên bán nó vẫn chiếm ưu thế hơn trong cái con MB này. Đấy, vẫn đang là tiếp tục dần co. Đấy, nhưng mà hiện tại thì nó vẫn đang là giữ được trong cái vùng là 15.700 đồng này. Đấy, như anh chị thấy được là nó vẫn đang là tiếp tục là hồi phục mà. Đấy, nhưng mà cái tín hiệu ở đây thì chúng ta thấy được là khả năng thì chúng ta sẽ chờ chờ thêm. Con MB này thì khả năng thì con này chúng ta sẽ quan sát thêm một hai tín hiệu nữa. Lúc đó thì chúng ta sẽ là có những cái nhịp phục hồi là nhất định hơn. Đúng không? Ở trong phiên sáng ngày hôm nay thì cái lực bắt đáy của con MB này cũng khá là ít. Đấy, nó chưa thật sự là tích cực so với những cái phiên trước. Đấy, so với phiên trước thì chúng ta được nhìn thấy được là cái đầu nến này. Đấy, lâu đến nó được là tốt không? Đấy, nó dao động mạnh. Đấy, trong nó dao động mạnh trong phiên luôn. Đấy, thì như vậy thì chúng ta được là cái hàm ý của tâm lý của con MB này nó vẫn được là bỏ được là đánh tốt, nhưng mà trong phiên sáng ngày hôm nay nó được mở gap tốt, nhưng mà thời điểm hiện tại như anh chị thấy được đó là nó vẫn đang là giằng co trong cái vùng này. Đấy. Do đó thì theo góc nhìn của tôi thì con này thì hiện tại nhá vẫn đang là có những cái áp lực ở trong cái vùng là 1575 này. Còn trong cái vùng này thì cái biên độ thì nó đang khá là hẹp, thì hy vọng là các nhà đầu tư chúng ta sẽ là nếu mà anh chị mà mua rồi thì chúng ta sẽ là quan sát kỹ vào, nếu mà chưa mua thì chúng ta nên còn là chờ đợi thêm những cái tín hiệu nhá, chờ đợi thêm nguồn cung thì ở thời điểm hiện tại trong cái vùng này nó khá là ít đấy, do đó thì chúng ta nên chờ đợi thêm đi. Có mã nào để quan tâm không thể hỏi ở thời điểm hiện tại thì có rất là nhiều mã để mà rất là quan tâm trong cuối năm 2022 này. Đúng rồi, như nãy tôi cũng đã nói thì đối với tôi thì hiện tại thì tôi thấy được là cái triển vọng đó là nhóm ngành ngân hàng trong những dịp cuối năm 2022 này. Đấy. Thì như các bạn thấy được đó là trong năm 2022 thì cuối năm 2022 thì đối với nhóm ngành ngân hàng thì chúng ta được là ngân hàng thì nó sẽ là có những thêm được cái kỳ vọng đó là nới râm tín dụng thì chúng ta sẽ là kỳ vọng vào nhóm ngành ngân hàng thì chúng ta về cái dòng tiền nó được là bơm vào, đúng không? Bơm vào hệ thống thì nó sẽ là kích hoạt được những cái thanh khoản là nó duy trì lại được. Đấy, thì chúng ta sẽ nói đơn giản về những cái con cổ phiếu như là BIDV chẳng hạn. Đấy, chúng ta thấy được là cái tín hiệu trong tháng 10, giữa tháng 10 và bước ra tới hiện tại thì chúng ta thấy được là nó duy trì được cái góc nhìn tăng trưởng ổn định, đúng không? Đấy. Và ở thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy được là để mà đánh giá cái sự khó khăn trong dạng này thì chúng ta được đó là ngân hàng thì thực chất để mà nói thì hiện nay thì cái nhu cầu khi mà chúng ta được là lãi suất nó tăng, đúng không? Đấy, nhu cầu vay thì đối với các doanh nghiệp nó đang gặp khó. Đấy, rồi triển vọng của các ngân hàng nó cũng đang là theo những cái xu hướng nhỏ giọt, đúng không? Rồi về những cái thông tin đó là cạn trong tín dụng. Đấy, rồi là những cái dòng tiền huy động là gửi càng ngày là càng nóng. Đấy, một phần thì chúng ta được là những cái chiết khấu như vậy nó sẽ là có những cái tác động nó kích thích về các những nhóm ngành là ngân hàng trong những dịp cuối năm, đúng không? Nếu mà thời điểm hiện tại nới râm tín dụng, nếu mà nới râm tín dụng lên cái mức là tín dụng đâu khoảng là 15-16% thay vì 14 thì chúng ta thấy được là cái tốc độ tăng trưởng của các nhóm ngành ngân hàng chúng ta sẽ thấy được là cái kỳ vọng, đúng không? Chúng ta sẽ là có được cái kỳ vọng. Đấy. Và thị trường thì chúng ta sẽ là có những cái góc nhìn là rõ ràng hơn, triển vọng rõ ràng hơn trong là cuối năm 2022 này, nó là đối với các nhóm ngành này, đúng không? Nếu mà anh chị là còn chung cái quan điểm của với em thì những cái yếu tố tích cực cuối năm 2022 nó sẽ là cái việc là nới rom nó sẽ là kỳ vọng cho các nhóm ngành ngân hàng sẽ là có những cái góc nhìn là tăng trưởng lại, hồi phục trở lại, đúng không ạ? Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì đối với các ngành ngân hàng thì chúng ta được là nhìn vào trong này tài chính thì nó bị là ảnh hưởng quá là nhiều, đúng không? Khi mà cái tần tần suất tăng lãi suất
nó tăng khá là nhiều. Đấy, do đó thì cái tâm lý khi mà trong giai đoạn này để mà hồi phục cái lại thì chúng ta phải cần những cái tác động tích cực, đúng không? Thứ nhất là những cái yếu tố dòng tiền. Đấy, cái thứ hai là những cái dòng tiền được là bơm vào, nó sẽ là có những cái cọc như là kích thích lại những cái thanh khoản. Đấy, lúc đó thì chúng ta thấy được là với những, chúng ta sẽ là có những cái động lực phục hồi trở lại trên thị trường chúng ta trong ngày này thôi. Đấy, và chúng ta sẽ là có những cái tiềm năng là phát triển, và chúng ta sẽ là có những cái góc nhìn là nỗ lực nâng những cái nhóm cổ phiếu là ngân hàng này tiếp tục đẩy mạnh trong những dịp cuối năm. Đấy. Ở đây thì nếu chúng ta sẽ là nếu mà dự báo thì chúng ta sẽ là có hai cái kịch bản cho cái nhóm ngành ngân hàng, đúng không ạ? Trong kịch bản thứ nhất thì chúng ta sẽ thấy được đó là nơi đông thì chúng ta sẽ là kỳ vọng nó sẽ là kích thích được cái là cái những cái doanh nghiệp dòng tiền, đúng không, được là bơm vào. Thứ hai đó là cái mục tiêu, đúng không ạ, là chúng ta sẽ là tập trung vào cái là thanh khoản là nó được nới rộng là tốt lên, thì lúc đó thì chúng ta được là như nãy tôi cũng đã nói thì 15-16% thay vì là khoảng 13-14 thì chúng ta sẽ là có những cái chu kỳ là hồi phục trở lại, đúng không nào? Đấy. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta được là đối với các nhóm ngân hàng thì trong cái tuần vừa qua đấy nó vẫn đang là tiếp tục là giữ được cái vùng này, đúng là BIDV này. Đấy, thì các bạn thấy được là lúc nào nó cũng nằm nằm trên đường EMA 10 và nằm trên đường EMA 20, thì chúng ta thấy được là cái quan điểm của các nhóm ngành ngân hàng nó vẫn đang là tiếp tục được giữ lại, đúng không ạ? Đấy. Rồi là như cái làm Vietcombank này. Đấy, như các bạn thấy được là biểu đồ kỹ thuật cho đến thời điểm hiện tại chúng ta được là nó vẫn đang là giữ được vùng nền tốt mà. Đấy, chỉ trong ngày hôm nay thôi, đối với các ngân hàng thì hiện tại thì sẽ là gặp khó trong những cái vùng cản thôi, vùng những lực bán mạnh này, ở vùng 76 này, vùng 75 này. Đây vùng này nó sẽ là tích lũy. Đấy, tích lũy một hai phiên này nó sẽ là có những cái lực cung cầu. Đấy, để chúng ta đánh lên. Đúng không ạ? Hy vọng là các bạn sẽ chú ý về các nhóm ngành ngân hàng trong những dịp cuối năm nhé. Rồi thì chúng ta thấy được đó là về các nhóm ngành thì đối với trong phiên sáng ngày hôm nay về các chỉ số các nhóm ngành thì tăng tốt nhất đó là về nhóm ngành đó là nông nghiệp. Đấy, nông nghiệp thì trong buổi sáng ngày hôm nay đó là tăng tốt. Đấy, chúng ta thấy được là đó là tâm điểm đó là hàng Anh Gia Lai. Hàng Gia Lai là tăng tốt nhất. Đấy, hàng Anh Gia Lai thì trong phiên sáng ngày hôm nay được tăng, được vùng gáp, được mở khá là đẹp. Đấy, mã con này thì Hoàng Anh Gia Lai thì hiện tại vẫn đang là tiếp tục được mua vào này. Đấy, anh chị thấy được là vùng gáp này, được mở lên cái vùng là 7 là 775 này. Đấy, như anh chị thấy được là phiên IPO nó được là tăng dần là trong phiên IPO rồi. Đấy, do đó thì chúng ta được là cái thanh khoản như bây giờ mua lên nữa, nó cũng được nhích lên được một phần nào đó thôi, nhưng nó không quá nhiều. Đấy, nó được là cái cơ hội ở thời điểm hiện tại là đầu tư vào cái con Hoàng Anh Gia Lai này vẫn đang khá là lớn này. Đấy, nhìn chị thấy được nó tăng trần 3-4 phiên liên tục luôn mà. Đấy. Đấy, thì như vậy thì chúng ta được là cái cơ hội này chúng ta thấy nếu mà anh chị là nếu mà tận dụng được cái nhịp phục hồi này thì chúng ta sẽ là đánh vào. Đó. Và hiện tại thì cái điểm mua cái con Hoàng Gia Lai này thì đã qua rồi nha. Nếu mà anh chị nếu mà muốn mua vào thì chúng ta sẽ chờ cái nhịp vào phiên chiều. Chờ vào cái nhịp phiên chiều thì chúng ta sẽ là có những dòng tiền. Đấy. Còn con này hiện tại thì nó đang dần co thôi. Nó dần co trong cái vùng giá 775 thôi. Đấy, do đó thì anh chị chúng ta nên chú ý nhé. Đấy, trong nông nghiệp thì trong phiên sáng ngày hôm nay chủ yếu là chúng ta được đó là bộ đôi đó là HAG và HNG. Đấy, hai con này thì cũng tăng tốt. Đấy. Rồi chúng ta sẽ là có bên là xây dựng. Đấy, xây dựng thì trong phiên sáng ngày hôm nay cũng là duy trì khá là đều. Đấy, có các mã cổ phiếu như là RE phải được duy trì khá là tốt, rồi là THD, VCG. Đấy, trong phiên sáng ngày hôm nay nó vẫn duy trì được cái dòng tiền. Đấy. Đấy, thì như vậy thì chúng ta thấy được đó là thị trường chúng ta vẫn đang là có những cái động lực phục hồi rất là tốt, đúng nào? Đấy, vẫn đang là tiếp tục là tăng thêm tỷ trọng. Đấy. Và khả năng là trong phiên chiều ngày hôm nay thị trường chúng ta vẫn đang là tiếp tục duy trì là cái xu hướng phục hồi. Bên cạnh đó thì hy vọng là thị trường chúng ta sẽ là bắt đáy được, đúng không? Thanh khoản sẽ bắt đáy được và kích hoạt được đầu động thị trường chúng ta. Đấy, VN Index chúng ta thời điểm hiện tại thì chúng ta như anh chị thấy được đó là
đã có những cái dòng tiền tốt rồi, đúng không? Dòng tiền tốt là quay lại thị trường chúng ta trong dạng này đấy, và chỉ cần là cái tâm lý giao dịch của các nhà đầu tư trong dạng này duy trì ổn định lại thì cái xu hướng tăng nó vẫn đang là tiếp tục đấy. Do đó thì cái góc nhìn các nhà đầu tư chúng ta nên cần chú ý nha. Đấy, thì nói tới đây thì cái thời lượng livestream của tôi thì hiện tại thì cũng đã hết rồi đấy, và hiện tại thì nói thêm một chút thì các anh chị các nhà đầu tư nào mà chưa biết và đăng ký về cái phòng là livestream bên tôi á, thì các bạn có thể là nhấn vào cái phần là Telegram hay là phần Zalo ấy để là gặp các bạn trợ lý, hay để các bạn trợ lý là sẽ là hỗ trợ cho các bạn trong cái phần là hỗ trợ chăm sóc khách hàng đấy. Còn thời điểm hiện tại thì nếu anh chị nào mà những học viên nào mà đăng ký tham gia rồi thì chúng ta nên chú ý nhá. Đấy, và cái phần là hỗ trợ trong chăm sóc khách hàng. Rồi là cái khóa học này thì hoàn toàn là miễn phí thôi cho các nhà đầu tư. Nếu mà anh chị nào mà đăng ký sớm thì nó sẽ là dành cho 100 các nhà đầu tư học viên đầu tiên là mà tham gia trước ngày 30 tháng 11 nha. Đấy, chi tiết thì các bạn có thể là liên hệ cái bộ phận chăm sóc khách hàng để được là tư vấn và hỗ trợ nha. Đấy, còn bây giờ thì cái thời lượng livestream của tôi cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phiên live tiếp theo nhé. Các bạn thấy là ở thời điểm đầu năm 2022, sau khi mà thị trường đã tăng điểm rất là mạnh từ vùng giá 650 điểm, lúc đó thì chúng tôi phát hiện ra là thị trường đã bước vào chu kỳ phân phối tạo đỉnh và hình thành ra mô hình 3 đỉnh. Các bạn phải hiểu là thị trường hay là cổ phiếu bất kỳ hình thành mô hình đến 3 đỉnh, điều đó sẽ có một cái ý nghĩa là nó tạo ra một áp lực bán vô cùng mạnh. Cho nên là chúng tôi đã thông báo cho tất cả các học viên vào thời điểm tháng 4 năm 2022 là các bạn phải nắm bắt cơ hội và bán ra tất cả các cổ phiếu mà các bạn đang nắm. Các bạn thấy là sau khi mà thị trường hình thành mô hình 3 đỉnh thì nó đã có những khuynh hướng giảm điểm rất là mạnh. Không những là giảm một nhịp mà nó đã có tận 2 khuynh hướng giảm. Và các bạn thấy là cho đến thời điểm tháng 10 năm 2022 thì chúng tôi cũng đã liên tục nhắc đến việc là cuối năm sẽ có một cơ hội tốt để các bạn có thể tham gia vào thị trường. Và hiện tại thời cơ đã đến. Dự đoán của chúng tôi đã hoàn toàn chính xác. Vào ngày 16 tháng 11 năm 2022 thì đã xuất hiện dấu hiệu cho chúng ta thấy được rằng thị trường sẽ có thể tăng mạnh trở lại. Trong ngày hôm đó các bạn thấy là mặc dù phiên sáng bị bán rất là mạnh nhé, thị trường đã còn rất là bi quan, nhưng đến phiên chiều thì đã xuất hiện một cái tín hiệu đảo chiều tăng. Điều này thể hiện cho việc là lực cầu đã quay trở lại với thị trường và báo hiệu một đợt tăng mạnh kéo dài đến đầu năm sau. Tất cả học viên giai đoạn này nhất định phải nhớ rõ nội dung mà các thầy đã giảng dạy, sau đó áp dụng những kỹ thuật này để tiến hành tìm kiếm cơ hội mang lại lợi nhuận tối ưu trong giai đoạn này. Nhất định không được bỏ qua những tin tức từ phòng live. Nếu có cổ phiếu tốt, thầy sẽ thông báo với học viên ngay trên phần live của mình. Cơ hội lần này mình đánh giá là rất là hiếm có khi mà VN Index đã giảm từ vùng 1.500 điểm về với vùng 1.880 điểm, có thể nói là giảm gần 50%. Các bạn thấy là có rất nhiều cổ phiếu đã giảm đâu đó khoảng tầm 80-90% từ đỉnh rồi. Còn những nhà đầu tư thua lỗ thì đều mang một cái tâm lý là đợi giá cổ phiếu quay về vùng giá mua ban đầu. Trong khi đó chúng tôi hiện tại đã bắt đầu tiến hành mua vào những cổ phiếu tiềm năng của công ty tốt, có giá thị trường giảm sâu hơn giá trị thật. Dự tính từ đây đến cuối năm sẽ có lợi nhuận đạt đó khoảng tầm 50-80%. Cho nên là tất cả học viên nhất định phải thực hiện theo chỉ thị giao dịch của các thầy. Và tiếp theo đây, mình sẽ hướng dẫn những cái cơ bản nhất trong việc các bạn tham gia vào thị trường chứng khoán. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chu kỳ kinh doanh. Trong một cái chu kỳ kinh doanh thì chúng ta sẽ có một cái chu kỳ giá bao gồm 4 phần. Thứ nhất là giai đoạn tích lũy, thứ hai là giai đoạn tăng giá, thứ ba là phân phối và cuối cùng là giảm giá. Thì các bạn có thể hình dung là nó cũng giống như là sức khỏe của chúng ta. Đúng rồi, chu kỳ của con người thì nó cũng phải có là sinh lão bệnh tử. Cũng giống như là một năm nó cũng có một cái chu kỳ là bốn mùa, đúng không ạ? Xuân hạ thu đông. Thì đối với cái cổ phiếu nó cũng có nhiều thì các bạn biết là nó cũng giống như là con người của chúng ta, đúng không ạ? Có một cái chu kỳ sức khỏe là sinh lão bệnh tử, cũng giống như là bốn mùa, đúng không ạ? Một năm có bốn mùa là xuân hạ thu đông. Thì đối với cổ phiếu nó cũng mang những cái tính chất như vậy, nó có tăng thì nó sẽ có giảm sau đó nó sẽ có tăng. Đấy, các bạn thấy.
Thì chắc hẳn là theo cái mẫu hình ở đây đúng không ạ? Thì ai cũng muốn gọi là chốt lời cổ phiếu ở cái vùng phân phối, chứ không phải là bây giờ mình chốt lời xong rồi cổ phiếu lại tiếp tục tăng thêm nữa. Ví dụ các bạn bán cổ phiếu ở những cái vùng như thế này, sau đó cổ phiếu tiếp tục tăng này, để tăng vài chục phần trăm như vậy, chúng ta sẽ mang mỗi tâm lý rất là tiếc. Hoặc là chúng ta đoán được rằng cổ phiếu bây giờ sắp lên đỉnh rồi và chúng ta chốt lời. Cuối cùng là thứ chúng ta nhận lại được là một cái hiệu suất không quá cao. Mình mất rất là nhiều thời gian đúng không ạ, để bóc tách từng cái ngành nghề, bóc tách từng cổ phiếu, nhưng mà cuối cùng lại chốt lời quá sớm. Nó sẽ không mang lại lợi nhuận vượt trội cho các nhà đầu tư. Mà bây giờ với câu chuyện là chúng ta muốn lãi vài chục phần trăm, lời x 2 x 3 tài khoản, thì bắt buộc là chúng ta phải lựa chọn những thời điểm thích hợp để chúng ta bán ra. Đấy, thì ở đây mọi người cũng thấy được rồi, chắc hẳn là ai cũng muốn chốt lời ở cái vùng phân phối trên đỉnh đây. Thì vùng phân phối nó có những cái đặc điểm như thế nào để chúng ta nhận biết và chúng ta xem xét là có thể bán một phần hoặc là bán tất cả các cổ phiếu để chúng ta chờ đợi những cái điểm mua tốt hơn. Hay mình còn gọi là những cái lúc mà cổ phiếu phân phối là những lúc mà chúng ta nên xem xét để thoát ra, gọi là cổ phiếu đã tạo đỉnh và đi xuống rồi. Và nếu như mà cổ phiếu nó quay trở về cái vùng tích lũy nhé, ở đây mọi người phải lưu ý đến một điều rằng không phải cổ phiếu nó phân phối xong rồi nó quay trở về tích lũy là chúng ta sẽ mua lại ở đây đâu, là sai, cái này là sai 100% nhé. Tại vì các bạn biết là khi cổ phiếu nó quay trở về vùng tích lũy thì nó vẫn còn với trường hợp là nó sẽ bị gãy nền, đúng rồi, nó không tuân theo một cái chu kỳ. Nên là ở đây cái quan trọng nhất là gì, chúng ta cần phải tiếp tục đánh giá về chu kỳ kinh doanh của công ty, hay là chúng ta đánh giá về những yếu tố vĩ mô của cả thị trường, để xem là ở bây giờ tình hình thị trường như thế nào, hay là vĩ mô của ngành nghề ấy nó còn tốt hay không. Nếu mà tốt thì chúng ta sẽ tiếp tục tham gia ở lại cổ phiếu, còn nếu không thì chúng ta sẽ xem xét bỏ qua và đi tìm những nhóm cổ phiếu khác, những nhóm cổ phiếu mà nó tiềm năng hơn. Các bạn lưu ý giùm mình một cái vấn đề là như vậy. Thế nào để hiểu được cái chu kỳ kinh doanh thì các bạn phải hiểu được vĩ mô của ngành nghề cũng như là vĩ mô của cổ phiếu. Và phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bài học về kiểm soát vĩ mô. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về bài học kiểm soát vĩ mô. Thì các bạn biết là có hai vấn đề quan trọng trong việc chúng ta kiểm soát vĩ mô. Thứ nhất là kiểm soát vĩ mô của ngành nghề, của cổ phiếu. Và cái thứ hai là chúng ta phải kiểm soát vĩ mô của toàn bộ thị trường đầu tư. Ở phần đầu tiên là kiểm soát vĩ mô của ngành nghề và cổ phiếu. Một ngành nghề tốt hay là một cổ phiếu tốt thì cần được hưởng lợi từ yếu tố đầu vào hoặc hưởng lợi từ đầu ra. Cùng với sự hưởng lợi đó, nếu như thời gian hưởng lợi diễn ra trong một khoảng thời gian dài, trong khoảng đâu đó 1-2 năm, việc công ty tiếp tục mở rộng quy mô, năng lực sản xuất sẽ là những cổ phiếu tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ. Nhóm ngành leader là nhóm cổ phiếu được hưởng lợi nhiều nhất từ các yếu tố vĩ mô. Cổ phiếu leader tức là cổ phiếu dẫn dắt đấy. Trong một cái ngành nghề, leader là cổ phiếu tận dụng được ưu thế, dư địa tăng trưởng mạnh mẽ nhất, chứ không phải là cổ phiếu đầu ngành. Và cái bài học thứ hai là kiểm soát vĩ mô của toàn thị trường. Thì các bạn biết là chúng ta sẽ để ý đến những cái yếu tố như là lãi suất cũng là một cái yếu tố tác động mạnh mẽ nhất tới các kênh đầu tư từ chứng khoán, bất động sản hay là Bitcoin. Các thông tin về tăng giảm lãi suất, tăng trưởng tín dụng là điều rất là quan trọng. Ngoài chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì chính sách của FED, đấy, Ngân hàng Trung ương của Mỹ cũng rất là quan trọng vì nó tác động tới dòng tiền lớn, đặc biệt là dòng tiền khối ngoại. Việc FED liên tục tăng lãi suất trong năm 2022 đã khiến cho hầu hết các thị trường chứng khoán trên thế giới sụp đổ. Ngoài lãi suất thì các yếu tố chính trị này, chiến tranh hay là hiệp định thương mại hoặc là chính sách của nhà nước cũng cần quan tâm vì nó sẽ tác động tích cực hoặc tiêu cực tới một nhóm ngành nghề nào đó. Nếu thời gian diễn ra của các sự kiện vĩ mô trên đủ lâu, yếu tố thời gian sẽ làm cho một số nhóm ngành suy thoái cực mạnh, nhưng ngược lại thì sẽ có một số nhóm ngành lên môi. Thì như mình có hay chia sẻ với các bạn là rủi ro của người này đôi lúc sẽ là cơ hội cho người khác. Thì trước những cái thông tin tin tức nào đó, nó sẽ có những cái mặt tích cực và tiêu cực, nó khác nhau tùy cho từng ngành nghề. Hy vọng là qua đoạn video ngắn này mọi người có thể hình dung được phương pháp kiểm soát vĩ mô và đưa ra những quyết định đầu tư sao cho hợp lý. Và đôi khi là chúng ta đã kiểm soát vĩ mô của nhóm ngành được rồi, nhưng nhiêu đó là chưa đủ và bắt buộc là chúng ta phải vận dụng những cái phương pháp lựa chọn cổ phiếu. Thì ở phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng nói về 10 phương pháp lựa chọn cổ phiếu của chính bản thân mình để mọi người có một cái nhìn tổng quan hơn trong cái vấn đề là chúng ta nên lựa chọn một cổ phiếu như thế nào ở trong một ngành nghề nào đấy. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về 10 tiêu chí mà mình hay áp dụng để lựa chọn những mã cổ phiếu đầu tư chung và dài hạn. Các bạn thấy là trong quá trình đầu tư của mình thì mình nhận ra một điều là những cổ phiếu nào mà đáp ứng được cả 10 tiêu chí này thì nó rất là phù hợp để chúng ta có thể đầu tư theo phương pháp lâu dài. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn luôn về 10 tiêu chí mà mình hay áp dụng. Tiêu chí đầu tiên chính là về định giá.
Ở đây, khi mà nói về định giá thì chúng ta sẽ nói về chỉ số P/E và mình sẽ lựa chọn những mã cổ phiếu nào mà có số năm hoàn vốn không quá cao, tức là mình chọn những mã cổ phiếu có P/E từ 5 đến 15. Tại vì khi mà các bạn lựa chọn những mã cổ phiếu mà có P/E quá cao ấy thì kỳ vọng nó đã phản ánh vào giá rồi. Và khi mà mọi người muốn tham khảo chỉ số P/E thì các bạn có thể vào phần định giá của doanh nghiệp để chúng ta đánh giá. Và như vậy mình ví dụ ở đây là cổ phiếu VCI có P/E bằng 10. Như vậy nó đủ để đáp ứng được cái tiêu chí đầu tiên của chúng ta. Tiêu chí thứ hai mà các bạn cần phải lưu ý đó chính là các bạn lựa chọn những mã cổ phiếu mà có mức ROE lớn hơn hoặc bằng 15%. ROE tức là tỷ suất sinh lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Mình có nói qua rồi là chúng ta nên lựa chọn những mã cổ phiếu mà có ROE lớn hơn hoặc gấp đôi so với lãi suất của ngân hàng. Thì điều đấy nó sẽ an toàn hơn và chứng tỏ là công ty này sử dụng vốn rất là tốt. Để đánh giá được chỉ số ROE thì các bạn có thể vào mục hiệu quả quản lý. Và các bạn thấy ở đây đối với cổ phiếu VCI nó có mức ROE lớn hơn 15%. Cụ thể ở đây là 20.23. Như vậy là nó đáp ứng đủ được cái tiêu chí thứ hai của chúng ta. Chỉ số thứ ba đó chính là chỉ số ROE phải lớn hơn 5%. Thì chúng ta nên lựa chọn những cổ phiếu mà có chỉ số đầu tư ROE hay mình gọi là cái tỷ lệ lãi ròng đấy. Nó phải ở cái mức là trên 5%. Tức là công ty bây giờ bạn hình dung là có làm được 100 đồng doanh thu thì ít nhất là nó phải có 5 đồng lợi nhuận. Còn những công ty, những cổ phiếu nào mà bán được 100 đồng doanh thu mà nó chỉ mang lại 2 đồng lợi nhuận hay thậm chí là 1 đồng lợi nhuận thôi thì đấy chính là cái tỷ lệ lãi nó quá nhỏ. Và khi mà công ty, khi mà ngành nghề ấy nó gặp vấn đề thì khả năng cao là công ty bị lỗ, cho nên tỷ lệ lãi ròng này càng cao càng tốt. Ở đây mình sẽ tiếp tục lấy ví dụ về cổ phiếu VCI, các bạn thấy là tỷ lệ lãi ròng của nó ở cái mức là 37,44%, tức là nó lớn hơn 5% rất là nhiều. Như vậy là VCI nó cũng đáp ứng được cái tiêu chí thứ ba của chúng ta. Về đến cái tiêu chí thứ 4, cái tiêu chí thứ 4 mà cũng rất là quan trọng là mình sẽ lựa chọn những cổ phiếu nào. Đặc biệt là trong một cái môi trường lãi suất cao như thế này thì cái tỷ lệ của nó càng thấp càng tốt. Thật ra các bạn thấy là tùy vào từng ngành nghề thì nó sẽ có những cái tỷ lệ nợ khác nhau. Mình ví dụ như là ngành ngân hàng hay là ngành chứng khoán thì sẽ luôn có tỷ lệ nợ ở mức khá cao. Nhưng nếu như mà các bạn hiểu rõ về ngành nghề ấy thì tốt nhất là các bạn nên lựa chọn những cổ phiếu mà có tỷ lệ nợ nó thấp một chút. Đấy, nên là các bạn lưu ý cho mình nhé. Nếu như mà các bạn thật sự không hiểu rõ về công ty cũng như là ngành nghề đang kinh doanh thì chúng ta nên ưu tiên lựa chọn những cổ phiếu nào mà có tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, tức là tỷ lệ D/E đó, nó bé hơn 200%, nhất là trong một cái môi trường lãi suất cao như thế này. Trong tương lai ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục tăng lãi suất thì chúng ta nên lựa chọn cổ phiếu nào có tỷ lệ nợ càng thấp càng tốt. Và để đánh giá được tỷ lệ nợ của công ty thì các bạn ở đây thì mình vẫn lấy ví dụ là cổ phiếu VCI nhé. Các bạn vào cái mục nợ trên vốn chủ sở hữu này, các bạn thấy ở đây là 1.38%, như vậy là nó tương đương với cái mức 138%. Và cái tiêu chí của mình là cái tỷ lệ nợ này nó bé hơn 200%, như vậy VCI cũng đáp ứng được cái đủ cái tiêu chí của chúng ta. Tiêu chí thứ năm mà các bạn cũng cần phải quan tâm đó chính là tăng trưởng lợi nhuận. Thì chúng ta nên lựa chọn những cổ phiếu nào mà có lợi nhuận tăng trưởng từ quý 1 đến quý 2 hoặc là mấy quý gần nhất. Nếu như mà chúng ta được ấy thì chúng ta nên lựa chọn những cổ phiếu nào mà có lợi nhuận tăng trưởng theo năm, rất là đều đặn nhé. Còn nếu như mà công ty có mức tăng trưởng từ 1 đến 3 năm đấy thì mình đánh giá đây là một cổ phiếu có mức tăng trưởng ổn định. Thì cái việc tăng trưởng đó chính là cái yếu tố quan trọng nhất để cổ phiếu có thể tăng giá. Và cái phần thứ 6 thì để cho lợi nhuận tăng trưởng ổn định thì lợi nhuận đó nó phải chủ yếu tới từ hoạt động kinh doanh chính. Còn nếu như mà các bạn lựa chọn những cổ phiếu nào mà có lợi nhuận tới từ việc đầu tư cổ phiếu hay là công ty đó có lợi nhuận từ việc thanh lý tài sản, đầu tư bất động sản gì đấy thì điều đấy là không nên. Yếu tố thứ 7 đó chính là các bạn lựa chọn những công ty nào mà có số lượng cổ phiếu không quá nhiều. Thì các bạn biết là trong quá trình đầu tư thì mình thấy rằng là đặc biệt nhé, những các bạn mới thì các bạn khi mà các bạn đầu tư lâu dài đấy, các bạn lại lựa chọn những mã cổ phiếu mà nó có quy mô quá lớn. Thì như vậy là cái dư địa tăng trưởng của nó không còn quá nhiều nữa. Chúng ta nên lựa chọn những cổ phiếu nào mà có số lượng cổ phiếu từ vài chục cho đến vài trăm triệu cổ phiếu thôi. Còn nếu như mà các bạn lựa chọn những công ty mà nó có tới vài tỷ cổ phiếu ấy thì từ đó chứng tỏ là cái quy mô của công ty quá lớn rồi và nó sẽ không có quá nhiều dư địa tăng trưởng nữa. Cái khả năng mà các bạn có thể x2, x3 tài sản là điều hết sức khó khăn. Nên đây cũng là một điều rất là hay ho mà các bạn nên để ý.
Ở đây mình lấy ví dụ nha, các bạn vào một hồ sơ thì các bạn thấy là cổ phiếu VCI có khối lượng cổ phiếu đang niêm yết rơi vào đâu đó khoảng tầm 435 triệu cổ phiếu. Như vậy nó đáp ứng được cái tiêu chí là gì ạ? Là số lượng cổ phiếu không quá nhiều. Và khi mà chúng ta nhìn về Hòa Phát này, các bạn thấy là khối lượng cổ phiếu đang niêm yết của nó lên đến là 5 tỷ 800 triệu. Như vậy là để mà cổ phiếu có thể tăng trưởng một cách mạnh mẽ thì bắt buộc là phải có một cái lực kéo nhiều hơn. Đấy, cho nên là theo quan điểm của mình nhé, chúng ta nên lựa chọn những cái mã cổ phiếu nào mà có số lượng cổ phiếu nó ít thôi. Như vậy chúng ta sẽ xin được cái mức lợi nhuận cao hơn. Tiếp đến là tiêu chí thứ 8, cũng là cái tiêu chí mà mình đánh giá là quan trọng nhất. Mình ví dụ như là trong thời điểm 2020 hay là 2021 chẳng hạn, thì chắc chắn là chứng khoán nó có cái mức độ tăng giá của cổ phiếu mạnh nhất, đúng không ạ? Cũng như là ngành nghề tăng trưởng mạnh nhất, thì từ đó các bạn mới có những cổ phiếu X2, X3 tài khoản. Nên cái việc mà các bạn lựa chọn những cổ phiếu nào mà có tiềm năng, cái ngành nghề có tiềm năng đấy hết sức là quan trọng. Vì các bạn hình dung là khi mà cổ phiếu tăng giá, khi mà tâm lý chung của thị trường là kỳ vọng càng nhiều thì sức mua càng lớn đẩy giá tăng cao. Đấy, cho nên là việc có kỳ vọng hay không thì cổ phiếu ấy phải có tiềm năng tăng trưởng ở tương lai. Cho nên là cái điều này các bạn phải cực kỳ lưu ý nhé. Có thể là các bạn sẽ bỏ qua cả 7 tiêu chí ở trên, nhưng mà yếu tố thứ 8 này là yếu tố rất quan trọng mà chúng ta không thể bỏ qua. Yếu tố thứ 9 nó chính là các bạn nên lựa chọn những cổ phiếu nào mà không có lùm xùm và ban lãnh đạo ít mua bán cổ phiếu. Các bạn thấy gần đây thì có nhiều ban lãnh đạo là khi mà giá cổ phiếu tăng cao đấy là bắt đầu mang cổ phiếu ra bán. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến những nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta. Cho nên là các bạn lưu ý nhé. Có thể là ban lãnh đạo bán cổ phiếu cũng được, nhưng mà bán với số lượng không quá lớn. Đôi khi là các bạn biết họ cũng có nhu cầu bán và dùng tiền cho mình. Nhưng mà nếu như mà ban lãnh đạo cứ mang vài triệu cổ phiếu công ty ra bán đấy, thì đó chứng tỏ là vấn đề là ban lãnh đạo họ không tin tưởng vào cổ phiếu nữa, không tin vào cái công ty của mình nữa. Mà một khi mà ban lãnh đạo đã không tin rồi thì tại vì sao chúng ta lại đâm đầu vào? Cho nên là điều này là điều hết sức quan trọng. Chúng ta nên lựa chọn những cổ phiếu mà ban lãnh đạo họ liên tục mua cổ phiếu vào như kiểu là VHC đấy. Còn những cổ phiếu nào mà các bạn có thấy ban lãnh đạo mua bán hàng ngày thì như vậy là chúng ta không nên nhé. Những cổ phiếu ấy nó không xứng đáng để cho các bạn đầu tư dài hạn. Và yếu tố cuối cùng thì các bạn nên lựa chọn những cổ phiếu nào mà có chia cổ tức bằng tiền. Cái yếu tố chia cổ tức bằng tiền này nó có rất là nhiều ý nghĩa, và cái ý nghĩa quan trọng nhất của nó là chứng minh một vấn đề là gì? Là công ty này nó làm và mang tiền về cho cổ đông. Còn nhiều công ty tuy rằng là lợi nhuận nó báo về rất là lớn, nhưng mà đến khi mà bảo có cổ tức hay không thì công ty lại báo là không có. Chứng tỏ là công ty này đang làm ăn có vấn đề. Có lợi nhuận nhưng mà lợi nhuận nó lại nằm ở một chỗ khác. Cho nên là nếu mà được thì chúng ta nên lựa chọn những cổ phiếu mà nó có yếu tố chia cổ tức đều đặn, không cần nhiều quá đâu. Vì đôi khi là công ty cần phải giữ lại tiền để phát triển công việc kinh doanh, nhưng khi mà công ty có cổ tức đều đặn với một cái tỷ lệ hợp lý thì điều đấy rất là hấp dẫn. Ở trên chính là 10 tiêu chí lọc cổ phiếu của chính bản thân mình dựa trên những cái kinh nghiệm cũng như là những cái mình chắt lọc được khi mà mình tham gia vào đầu tư cổ phiếu. Thì hy vọng là qua những cái tiêu chí lọc cổ phiếu này thì các bạn có thể đầu tư một cách an toàn và hiệu quả nhất. Đầu tư cổ phiếu đôi khi chúng ta sẽ bị mắc sai lầm. Nhiều anh chị là đầu tư dài hạn nhưng mà lại chọn nhầm cổ phiếu, mà đầu tư trung hạn thì cũng chọn nhầm cổ phiếu. Và câu hỏi được đặt ra là ta nên đầu tư và nên chọn cổ phiếu như thế nào? Thì tùy thuộc vào từng phương pháp. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ nói về hai phương pháp chính nhé. Ngoài ra thì còn rất là nhiều phương pháp khác, nhưng mà ở buổi live ngày hôm nay mình sẽ tập trung vào hai phương pháp này. Thời gian cổ phiếu thì đôi khi nó lâu hơn một tí, có thể là vài tháng hoặc là thậm chí là nhiều cổ phiếu cầm cả chục năm cũng được. Mình ví dụ một câu chuyện đơn giản như là cổ phiếu FPT hoặc là cổ phiếu REE đi, thì cầm cả chục năm bây giờ vẫn có lãi đúng không? Thì ở đây mình sẽ chia làm hai trường phái. Thứ nhất là đầu tư trung hạn và cái thứ hai là đầu tư tích sản dài hạn. Ví dụ như dạo gần đây thì nhiều anh chị bảo rằng là những cái cổ phiếu như là Techcombank đúng không ạ, hay là Hòa Phát hay là một số cổ phiếu khác thì mình cứ cầm dài hạn, thì liệu rằng nó có đúng hay không? Đấy, chúng ta lưu ý một chút là nếu như mà chúng ta đầu tư tích sản dài hạn ấy thì mình cần phải quan tâm tới một cái vấn đề là doanh nghiệp bây giờ nó còn mở rộng quy mô nữa hay không. Đấy là cái điều mình đánh giá là quan trọng nhất. Mở rộng quy mô thì nó sẽ giúp cho doanh nghiệp ngày càng tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, hoặc ngoài ra thì các công ty đấy nó phải tiếp tục mở rộng được cái ngành nghề để bù đắp cho cái sự tăng trưởng trong doanh thu. Như vậy chúng ta mới nên chọn những cổ phiếu như thế để chúng ta đầu tư dài hạn. Chứ không phải bây giờ chúng ta đầu tư dài hạn mà chúng ta đi vào những nhóm cổ phiếu mang tính chu kỳ. Chu kỳ ở đây là gì? Là nó hợp với đầu tư trung hạn hơn. Nó chỉ được hưởng lợi khi nào? Khi mà cái nhu cầu nó tăng và
và cái giá bán đồ ra tăng mà thôi. Mình ví dụ như là ngành phân đạm nhé, thì mọi người có thể thấy được một câu chuyện là ở những cái giai đoạn khi mà cấm xuất khẩu ở Trung Quốc chẳng hạn, ở Trung Quốc họ không xuất khẩu, thì cái sản lượng xuất khẩu sang bên nước ngoài của nước ta nó tăng lên rất là nhiều, và từ đó công ty được hưởng lợi một thời gian ngắn, nhưng mà nó lại không có một cái sự ổn định về lâu dài. Cho nên là chúng ta cần phải phân biệt về hai cái đặc điểm của cổ phiếu để từ đó xem xét để chúng ta nên cầm dài hạn hay là chỉ nên cầm trung hạn mà thôi. Thì tóm lại câu chuyện ở đây là gì? Nếu như mà chúng ta đầu tư trung hạn thì nên lựa chọn những cái nhóm cổ phiếu nào được hưởng lợi từ yếu tố vĩ mô, tức là hưởng lợi trong một khoảng thời gian ngắn. Đơn giản là công ty sẽ có mức tăng trưởng doanh thu lợi nhuận đột biến nhờ vào cái nhu cầu nó tăng hoặc là cái giá bán đầu ra tăng. Vậy khi nào thì chúng ta nên đầu tư dài hạn? Đầu tư dài hạn là những nhóm cổ phiếu còn tiếp tục mở rộng quy mô hoặc là mở rộng ngành nghề. Đấy, nhưng mà mở rộng ngành nghề ở đây không phải là cứ thêm ngành nghề là được, mà bắt buộc những ngành nghề ấy nó phải chiếm được tỷ trọng lớn, mà mang về tỷ trọng lớn lợi nhuận cũng như là doanh thu. Mình ví dụ như là cổ phiếu FPT chẳng hạn. FPT thì đôi khi chúng ta cứ nhắc tới FPT là chúng ta nghĩ tới mảng công nghệ đúng không ạ? Thế nhưng mà gần đây mọi người có thể thấy được rằng là cái mảng công nghệ nó không phải là cái mảng chiếm tỷ trọng, gọi là tỷ trọng chiếm trọng số trong cái tỷ trọng lợi nhuận của FPT nữa, mà nó chia đều cho cả ba mảng bao gồm là công nghệ này, giáo dục và viễn thông. Các bạn thấy là thậm chí là cái mảng giáo dục tuy rằng cái doanh thu rất là thấp nhưng mà lợi nhuận nó vẫn chiếm tới 1/3 trong cái cơ cấu lợi nhuận của FPT. Và FPT đang đẩy mạnh cái mảng phát triển giáo dục này, thì đây chính là cái ý nghĩa của cái việc đầu tư dài hạn. Tại vì sao mà FPT là một cổ phiếu mà chúng ta có thể đầu tư dài hạn được? Vì bây giờ mọi người có thể hiểu là nó tiếp tục mở rộng sang các ngành nghề khác, chứ nó không phải là tập trung ở một ngành nghề. Như vậy là cái dư địa tăng trưởng lợi nhuận nó sẽ còn cao hơn. Hy vọng là qua đoạn video ngắn này thì mọi người có thể phân biệt được đâu là cổ phiếu để chúng ta đầu tư trung hạn và đâu là cổ phiếu mà chúng ta có thể cầm dài tích sản được. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn luận với nhau về tâm lý giao dịch chứng khoán. Các bạn thấy là cái tâm lý bình quân giá xuống là cái tâm lý mà rất là nhiều người đang vướng vào ở đây. Các bạn biết là cố gắng mua cổ phiếu rẻ là lỗi mà các nhà đầu tư mới F0 hoặc là lười biếng tìm tòi học hỏi vướng vào. Ở Richard Watkos thì có nhận xét là những ai mà có thói quen bình quân giá xuống thường thua lỗ rất lớn, hoặc là các bạn ôm một khoản tiền chết. Các bạn có một cái thói quen là nếu như mua cổ phiếu giá 100 mà nó giảm xuống 90, nghĩa là cổ phiếu đã rẻ đi, đúng không ạ? Và càng xuống thấp thì càng rẻ. Bây giờ mình lấy một ví dụ nhé. Giả sử như bạn mua 100 cổ phiếu A ở giá 10.000, bây giờ thị trường nó giảm, cổ phiếu nó giảm, giá giảm xuống chỉ còn 8.000 trên một cổ phiếu rồi thôi. Lúc này thì các bạn tiếp tục mua thêm 100 cổ phiếu A nữa. Như vậy khối lượng nắm giữ của các bạn lúc này là 100 cổ phiếu A ở giá 10.000 và 100 cổ phiếu A ở giá 8.000, đúng không ạ? Lúc này giá thị trường chỉ cần tăng lên 9.000 thôi, đúng rồi, các bạn lập luận là bây giờ thị trường chỉ cần tăng lên 9.000 là chúng ta hồi vốn chứ không cần phải tăng lên 10.000. Chính vì cái lý luận nghe có vẻ hợp lỗ tai này thì chỉ cần giá quay lại một tí thôi là chúng ta đã hòa vốn. Nên là nhiều trader bị lậm vào cái món bình quân giá này. Vấn đề ở đây là gì? Một là bạn có bao nhiêu tiền để tăng mức cược của mình sau mỗi lần thua. Nói cách khác là ví của bạn có dày để các bạn trụ hàng lại được ở trong thị trường chứng khoán hay không. Và thứ hai là nếu như giá cổ phiếu không bao giờ quay lại mức bạn cần thì sao? Nó cứ giảm như vậy, các bạn cứ bình quân giá nhưng nó không tăng lên đến cái mức giá bạn cần. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về việc mua cổ phiếu đắt, các bạn đừng mua cổ phiếu rẻ. Vì mọi người biết mua cổ phiếu rẻ đấy, đây là một cách tiếp cận thị trường lười biếng. Mọi người nghĩ đây là lối tắt để thành công trên thị trường chứng khoán. Nhưng các bạn biết là cái gì dễ tiếp cận thì càng dễ rơi vào một cái hình thức bẫy này. Các bạn đang đứng trên góc độ người tiêu dùng, rằng thứ gì hôm nay bán rẻ hơn ngày hôm qua đều là món hời. Nhưng mà trong thực tế chứng khoán nó rất là khác. Đúng rồi, các nhà đầu tư nên xem giao dịch tài chính như là hoạt động mua hàng hóa thô hoặc là thành phẩm để bán với giá cao hơn. Ở đây mình sẽ ví dụ cho mọi người một câu chuyện đơn giản. Ở đây mình nói về câu chuyện đầm đỏ và đầm vàng nhé. Khi mà đầm vàng nó ế ẩm đi thì chủ cửa hàng sẽ giảm giá đầm vàng, đúng không ạ? Để làm gì? Để tống khứ chúng ra khỏi danh mục tồn kho. Nếu không, chúng sẽ trở thành hàng tồn kho, đúng không ạ? Đồng thời nhập thêm đầm đỏ đang bán chạy rồi bán với giá cao hơn. Thì tất nhiên, mình là một người quan điểm đầu tư chứng khoán, mình sẽ ủng hộ mua đầm đỏ ở mức giá cao. Lý do đơn giản là gì? Các nhà đầu tư đừng bao giờ bán cổ phiếu vì giá nó có vẻ cao, vì đó chỉ là đà tăng trưởng. Ngược lại, đừng bao giờ mua cổ phiếu chỉ vì nó đã giảm sâu từ đỉnh cao trước đó. Chắc chắn là cổ phiếu giảm mạnh thì nó sẽ có lý do tương xứng của nó. Cổ phiếu đó có thể vẫn đang giao dịch ở mức giá quá đắt so với giá trị thực, ngay cả khi nó đã xuống thấp. Thì đấy chính là cái chia sẻ của mình về cái câu chuyện là chúng ta mua cổ phiếu đắt, đừng mua cổ phiếu.
Các bạn thấy là ở thời điểm đầu năm 2022, sau khi mà thị trường đã tăng điểm rất là mạnh từ vùng giá 650 điểm, lúc đó thì chúng tôi phát hiện ra là thị trường đã bước vào chu kỳ phân phối tạo đỉnh và hình thành ra mô hình ba đỉnh. Các bạn phải hiểu là thị trường hay là cổ phiếu bất kỳ hình thành mô hình đến ba đỉnh, điều đó sẽ có một cái ý nghĩa là nó tạo ra một áp lực bán vô cùng mạnh. Cho nên là chúng tôi đã thông báo cho tất cả các học viên vào thời điểm tháng 4 năm 2022 là các bạn phải nắm bắt cơ hội và bán ra tất cả các cổ phiếu mà các bạn đang nắm. Các bạn thấy là sau khi mà thị trường hình thành mô hình ba đỉnh thì nó đã có những khuynh hướng giảm điểm rất là mạnh. Không những là giảm một nhịp mà nó đã có tận hai khuynh hướng giảm. Và các bạn thấy là cho đến thời điểm tháng 10 năm 2022 thì chúng tôi cũng đã liên tục nhắc đến việc là cuối năm sẽ có một cơ hội tốt để các bạn có thể tham gia vào thị trường. Và hiện tại thời cơ đã đến. Dự đoán của chúng tôi đã hoàn toàn chính xác. Vào ngày 16 tháng 11 năm 2022 thì đã xuất hiện dấu hiệu cho chúng ta thấy được rằng thị trường sẽ có thể tăng mạnh trở lại. Trong ngày hôm đó các bạn thấy là mặc dù phiên sáng bị bán rất là mạnh nhé, thị trường đã còn rất là bi quan, nhưng đến phiên chiều thì đã xuất hiện một cái tín hiệu đảo chiều tăng. Điều này thể hiện cho việc là lực cầu đã quay trở lại với thị trường và báo hiệu một đợt tăng mạnh kéo dài đến đầu năm sau. Tất cả học viên giai đoạn này nhất định phải nhớ rõ nội dung mà các thầy đã giảng dạy, sau đó áp dụng những kỹ thuật này để tiến hành tìm kiếm cơ hội mang lại lợi nhuận tối ưu trong giai đoạn này. Nhất định không được bỏ qua những tin tức từ phòng live. Nếu có cổ phiếu tốt, thầy sẽ thông báo với học viên ngay trên phần live của mình. Cơ hội lần này mình đánh giá là rất là hiếm có khi mà VN Index đã giảm từ vùng 1.500 điểm về với vùng 1.880 điểm. Có thể nói là giảm gần 50%. Các bạn thấy là có rất nhiều cổ phiếu đã giảm đâu đó khoảng tầm 80 đến 90% từ đỉnh rồi. Còn những nhà đầu tư thua lỗ thì đều mang một cái tâm lý là đợi giá cổ phiếu quay về vùng giá mua ban đầu. Trong khi đó chúng tôi hiện tại đã bắt đầu tiến hành mua vào những cổ phiếu tiềm năng của công ty tốt, có giá thị trường giảm sâu hơn giá trị thật. Dự tính từ đây đến cuối năm sẽ có lợi nhuận đạt đó khoảng tầm 50 đến 80%. Cho nên là tất cả học viên nhất định phải thực hiện theo chỉ thị giao dịch của các thầy. Và tiếp theo đây, mình sẽ hướng dẫn những cái cơ bản nhất trong việc các bạn tham gia vào thị trường chứng khoán. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chu kỳ kinh doanh. Trong một cái chu kỳ kinh